Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vợ chồng ông lão nghi bị sát hại tại Thanh Hóa sống rất hiền lành, nhân hậu. Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông Tống Duy Ngờ, bà Cù Thị Ca ở thôn Đà Sơn, xã Bắc Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tử vong với nhiều vết thương trên người. Báo chí đã về lời hai ông bà sinh sống và nghe những người dân nơi đây chia sẻ về hai ông bà. Nạn nhân là ông Tống Duy Ngờ sinh năm 1950 và bà Cù Thị Ca sinh năm 1953, được phát hiện nằm chết trên vũng máu tại sân nhà, là người thôn Đà Sơn. Cả hai ông bà sống rất nhân hậu, hiền lành, không có hiềm khích với ai. Ông Nguyễn Thành Trần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà, với vẻ mặt đượm buồn khẳng định với báo chí: chị Tống Thị Sầm sinh năm 1992, con gái nạn nhân, khóc: ở quê chỉ có bố mẹ tôi ở với nhau, anh chị em chúng tôi đều đi làm ăn rất xa. Bố mẹ tôi xưa nay làm lông và nuôi mấy con gà. Ông bà cũng không gây thù oán với ai và cũng không có tài sản gì, mà sao lại chết oan ức quá vậy. Bà Nguyễn Thị Thiết sinh năm 1975, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, trước khi phát hiện sự việc vợ chồng ông Ngờ tử vong trong đêm, bà có nghe thấy tiếng kêu cứu phát thanh từ xung quanh nhà mình nhưng không xác định được phương hướng, nghĩ vợ chồng ai đó tranh cãi đánh chửi nhau bình thường nên chủ quan lên giường đi ngủ tiếp. Khoảng 4 giờ tôi nghe tiếng kêu cứu và có tiếng chó sủa mạnh phát ra xung quanh khu vực nhà mình. Tôi lắng nghe xem tiếng kêu xuất phát từ đâu, sau đó lại im bặt. Bà Thiết áy náy tự trách mình. Ông Tống Duy Tần, người dân xã Bắc Hà kể, hai vợ chồng ông Ngờ và bà Ca xưa nay sống rất hiền lành và được hàng xóm quý mến. Họ chưa mất lòng hay gây thù oán với ai. Theo tìm hiểu của báo chí, vợ chồng nạn nhân chủ yếu làm nông nghiệp, sống xa khu dân cư. Họ sinh được 6 người con, nhưng các con đều lập gia đình và đi làm ăn rất xa. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 10, người dân thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tá hỏa khi phát hiện hai vợ chồng ông Tống Duy Ngờ sinh năm 1950 và bà Cù Thị Ca sinh năm 1953 nằm chết trên vũng máu tại sân nhà. Trên người có rất nhiều vết thương. Sự việc đã gây hoang mang một làng quê vốn thuần nông này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.